6 đặc điểm khác lạ của hầu hết những người thành công. Trong cuộc sống, sẽ luôn có những người sinh ra đã thông minh, bất luận là trong học tập hay công việc, họ đều xuất sắc hơn người, họ thường có khoảng cách khác biệt so với những người khác. Những người thông minh có chỉ số IQ cao hơn nhiều so với những người bình thường. Tuy nhiên, không phải IQ cao lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công. Không ít người mặc dù sở hữu trí thông minh xuất chúng, nhưng họ lại là những người sống khép kín, không phô trương sự vượt trội. Họ là người kiệm lời và chỉ đặt tâm trí vào những điều bản thân mong muốn. Có thể nói, rất hiếm khi một người đồng thời đạt được cả chỉ số thông minh IQ và chỉ số thông minh cảm xúc EQ. Bằng cách quan sát những người xung quanh, chúng ta có thể thấy rằng những người rất thông minh về trí tuệ thường không khéo léo trong giao tiếp xã hội. Trong khi đó, một số người rất linh hoạt và trôi chảy trong giao tiếp giữa các cá nhân lại thường không nhạy bén trong lĩnh vực tư duy. Từ quan điểm khoa học, chỉ số thông minh của một người ít nhiều do bẩm sinh, tức là có người vốn sinh ra đã rất thông minh. Ngược lại, EQ không phải bẩm sinh mà bị ảnh hưởng bởi môi trường sống, trong quá trình trưởng thành và thói quen sinh hoạt thông thường của một người. Tất nhiên, cũng có những trường hợp sở hữu cả sự thông minh và trí tuệ cảm xúc. Những người như vậy thường rất hiếm, nhưng họ sẽ đạt được thành công rất cao. Không khó để nhận ra, họ là những ngôi sao sáng xuất sắc trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn lẫn giao tiếp giữa những cá nhân với nhau. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, họ sẽ không bồn chồn, lo lắng bất an, mà càng ở trong môi trường nguy hiểm khó khăn thì ưu điểm của họ càng được bộc lộ. Trên thực tế, các nhà tâm lý học đã chỉ ra nhóm người này thường sở hữu những đặc điểm chung nhất định. Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu về 6 đặc điểm đó nhé. Đặc điểm 1. Duy trì cảm hứng học tập. Chúng ta chú tâm vào điều gì, điều đó sẽ phát triển. Khi dành đủ sự quan tâm, chúng ta sẽ có động lực để tiếp tục hành động, mong muốn đạt được thứ đó. Người thực sự khôn ngoan sẽ luôn duy trì được sự hứng khởi trong học tập, đồng thời khát khao tri thức mạnh mẽ. Khi gặp những điều mình không giỏi hoặc chưa quen, họ sẽ không thấy khó mà bỏ cuộc. Thay vào đó, họ nỗ lực tìm ra giải pháp. Đương nhiên, việc học không chỉ dừng lại ở học kiến thức trong sách vở, mà học từ nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Chỉ khi có đủ trải nghiệm sống, chúng ta mới nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập và nâng cao hiểu biết. Một người muốn thực sự tiến bộ thì phải kiên trì học tập, học những điều thuộc lĩnh vực chuyên môn, học thái độ và kỹ năng đối nhân xử thế, học cách thực hiện lý tưởng của mình, cách quyết tâm đấu tranh khi gặp khó khăn rắc rối. Đó là con đường ngắn nhất để dẫn tới thành công. Đặc điểm 2. Tận hưởng thời gian ở một mình. Quan sát một số người có năng lực trong cuộc sống, chúng ta biết rằng họ thường thích ở một mình và tận hưởng điều đó. Nhìn có vẻ cô đơn, nhưng họ thực sự thích kiểu cô đơn này, bởi vì khoảng thời gian ở một mình giúp họ có đủ thời gian và không gian để tự suy ngẫm. Đây là điều mà ít người bình thường làm được. Đặc điểm 3. Biết lắng nghe, chỉ nói khi cần. Những người thực sự khôn ngoan, giỏi lắng nghe ý kiến của người khác trước khi bộc lộ suy nghĩ bên trong của chính mình. Họ thường suy nghĩ và cân nhắc cẩn thận trước khi nói ra bất cứ điều gì. Ăn nói là một kỹ năng rất quan trọng. Nhiều rắc rối trong cuộc sống cũng bắt nguồn từ lời nói mà ra. Những người thông minh nhận thức rất rõ điều này, nên họ thận trọng trong mọi phát ngôn. Đặc điểm 4. Không ngừng đặt câu hỏi. Einstein từng nói, tôi không thông minh đến mức đặc biệt. Tôi chỉ tò mò một cách đam mê. Hoài nghi là sự khởi đầu của rất nhiều phát minh vĩ đại. Chính sự tò mò và khao khát hiểu biết về thế giới xung quanh đã thôi thúc người thông minh luôn tìm tòi về mọi thứ. Sự nghi ngờ có thể thôi thúc chúng ta suy xét mọi mặt về vấn đề, để suy nghĩ của mình không bao giờ chạy theo số đông, mà luôn duy trì những ý kiến độc lập. Đặc điểm 5. Có sự hiểu biết toàn diện và khách quan về bản thân. Triết gia nổi tiếng Socrates từng nhấn mạnh một thói quen rất quan trọng, Know Yourself, nhận biết chính mình. Nhận biết chính mình có nghĩa là định vị rõ ràng và hiểu rõ về bản thân. Chỉ khi làm được điều đó, chúng ta mới có thể nhận diện được mình, từ đó biết điểm mạnh, điểm yếu để thực hiện mục tiêu phát triển cá nhân. Đặc điểm 6. Biết quý trọng sự sống. Đối với bất kỳ ai trong chúng ta, cuộc sống đều quý giá. Người không biết trân trọng cuộc sống là kẻ ngu ngốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết yêu cuộc sống. Người khôn ngoan có thể tìm thấy ý nghĩa độc đáo trong cuộc sống bình thường, để cuộc sống của họ viên mãn hơn. Trên đây là 6 đặc điểm của những người thành công. Các bạn có mấy đặc điểm? Hãy cùng chia sẻ bằng cách comment, like, share và cũng đừng quên đăng ký kênh để cùng chờ đón các video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!